Vinh, em có làm được không? Dạ không được cô. Cô không được. Làm lớp trưởng là một chức vụ quan trọng mà em không đủ trình độ. Người mà đủ trình độ với lại khả năng đó, em nghĩ là Thái à. Tao cắt dây chẳng mà tao đưa mày rồi sao tao đi. Có bốn bộ não. Qua câu chuyện kể trên, em rút ra được bài học là Thái là một người... Lên giải cái bài tập mà cao cấp ngày hôm qua cứ cho về nhà làm. Hôm nay là ngày 2 tháng 1 là số 21.